và ta đi đi vượt hết núi đồi, giai điệu của mây trời đưa bên nơi ngập tràn ánh nắng. Và ta đi đi vượt hết núi đồi, phiêu lưu với cuộc đời, mang hành trang kiêu hãnh ngột ngàng. Còn chần chừ chi hay sống hết mình, sống trọn phút giây chân tình. Thanh xuân đang chờ bình minh, cuộc đời thật đẹp như mơ. Và sống hết mình dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ, hành thang bước đi giữa trời rất xa. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Bố ơi! Bố! Bố! Bố ơi! Bố kìa! Bố! Bố! Ôi bố ơi! Bố ơi! Nó từ từ kìa! Nhanh lên! Bố ơi! Đừng có sợ! Bố ơi! Bố ơi! Ôi sợ! Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi! Bố chạy trên đường! Bố ơi! Tao không biết bơi! Cái gì? Mày xuống đi. Ừ, mày bơi giỏi lắm đấy. Mày bơi giỏi lắm. Đi. Mày điên à? Chỗ này có nước sâu lắm. Tầm này đứa nào nhảy xuống cứu con Pu, tao thưởng lớn. Được chưa? Đứa chạy xiết này này á. Không phải thật. Nó còn kéo mình theo đấy. Này. Kiếm cho tao cái que dài nhanh lên. Kiếm. Ý giời ơi, tầm này kiếm được cái que dài á, con Pu về với tên tổ rồi. Ôi, giữ lại, giữ lại. Mày nhớ tao à? Cởi quần áo ra. Sao mày cởi? Này, lỡ hết thì sao? Tao có mỗi bộ đi chơi bọn gái rồi đây. Im. Tập này cứu người quan trọng hơn nhá. Cởi. Buộc lại hết với nhau. Nhanh. Nở cái dây ra ta. Buộc chặt vào. Ôi trời ơi. Ai? Đâu? Sao? Mày xuống nhá. Không, bỏ tao ra, tao rồi. 500k, 5 lốp. Giữ chắc vào nhá. Ok. Giữ chắc nhá, Trang ơi. Cứ từ, nhanh nhá, bọn tao giữ được. Tao đi đây, đi. Xuống đi, bọn tao giữ chắc rồi. Chắc nhá! Chắc rồi! Bám vào, gả dần ra! Thả dây đi! Tao thích chân lạnh lắm! Ôi, bọn tao giữ đây rồi! Bố ơi! Đi! Nhanh! Xuống đi! Thả dây đi! Thả dần đi! Đi, yên tâm, tao giữ rồi! Xuống đi! Thôi, thả dần rồi! Bố ơi! Chảy chết lắm! Bố ơi! Thả dần đi! Bố ơi! Xấu quá! Này nha, mày bớt gỡ cái mồm mày đi nha, tìm tiếp đi! Dạ đi! Đứng lại, tao xem nào. Có sao không? Ê! Nói chuyện đã. Sao mày lừa tao? Hả? Định biến tao thành trò hề à? Lừa đâu? Tao thật lòng mà. Tao muốn cả cái bản này, cả cái núi này chứng kiến tao cầu hôn mày. À không,
tao với mày đính hôn. Nhưng mà tao chỉ đồng ý hai đứa làm giấy hứa hôn, chứ không phải tổ chức lễ đính hôn. Mày hiểu không? Nhưng mà hứa mấy đời rồi, có cả giấy xác nhận của bố ruồn rồi, giờ hơi mà hứa thêm nữa. Mà ở trên mạng thấy chị em thích mấy quả quỳ gối cầu hôn với cả đính hôn hoành tráng lắm. Bố tao hứa thật à? Về mà hỏi bố Xuân, chồng nói thì cứ không tin. Ê Bu ơi, Bu không ra cái thể thống gì hết, bà thấy chưa? Là tưởng trôi trôi thì nó lại bùng bùng đung nó bỏ đi, để bây giờ cả bà nó cười chơi. Mà bà nói với nó nhé, nó không có một tí cơ hội nào để xuống xuôi đâu. Bố, sao bố cứ ngăn cấm con thực hiện ước mơ thế? Có lý do. Bố nhận tiền của thằng Trải, đúng không? Tự xem vậy. Tại sao bố không cho con một cơ hội mà bố lại ký vào cái tờ cam kết này? Ừ, ký vào tờ giấy xóa được cả 100 triệu ấy. Đời bố mày mà có khi đến cụ mày cũng không kiếm được số tiền ấy. Mà này, tao có gả mày vào cửa nhà khó khăn đâu. Bố định bán con à? Ừ. Kiếm tiền trả nợ cho nó. Mày làm gì mà kiếm được cái số tiền lớn như thế hả? Ông cho con nó thử một lần, biết đâu nó lại gặp món tốt ở trên rừng thì sao? Nếu mà không được, nó phải tự chấp nhận sự thật. Mày chỉ có nửa tháng thôi đấy. Còn một ngày con cũng sẽ cố. Con nhất định đi học, con không chịu lấy chồng đâu. Được thôi, rồi mày sẽ thấy. Mày đang phí công vô ích đấy con ạ. Mà này, thằng Trải nó vẫn còn một tờ giấy nữa. Mày có xé thì cũng chả giải quyết gì. Con không được quyết định con đường cho riêng mình. Giờ chỉ còn cách giả nợ cho nhà nó thì mới thoát được. Mà bán con trâu không được đủ một phần. Thì con sẽ lên núi kiếm sâm hiếm. Con sẽ đi làm thêm. Con sẽ làm bất cứ việc gì có tiền. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chai tăng lực, yêu em căng cực, yêu em cực. Không cho em bực, không cho bực. Yêu em liên tục, yêu liên tục. Yêu
em quanh năm. Yêu em vô cực. Anh yêu em. Mày có thôi đi không? Anh yêu em. Anh yêu em. Mày học đâu trò chướng tai gái mắt như thế chứ? Anh yêu em. Yêu cực. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em vô cực. Sao nghe tin em? Kìa bố, tại sao đến ở nhà bố không cho tôi tự do là sao? Tối rồi. Những cái trò nhạc nhẽo giật đùng đùng như rồ ấy. Gì? Nhạc hot mà. Rồ đâu mà rồ. Rồ đâu mà rồ. Trend đấy. Trend với lẫn cái của nó. Mày mà cứ như thế này ấy, không khéo tao chết trước khi con Pu nó về làm dâu ấy. Hai ba con người. Anh yêu em cực. Ba trái tăng lực. Yêu em căng cực. Không cho em bực. Yêu em liên tục. Yêu em quanh năm. Yêu em vô. Cái bố. Bố. Sao bố ta đẹp quá. Của hồi môn của mẹ. Mẹ định để dành. Khi nào mẹ theo chồng thì mẹ cho. Nhưng bây giờ bán đi. Được đồng nào hay đồng ấy. Đây là kỷ vật của mẹ mà. Mẹ giữ đi. Không bán đâu. Đồ vật sao bằng con người. Cầm lấy. Sau này xuống Hà Nội học. Còn có cái mà dự phòng. Cất đi không bố mày nhìn thấy rồi mẹ con mình chết đấy. Mẹ cũng là vợ chứ không phải nô lệ của bố. Mẹ phải thay đổi đi. Mẹ quen rồi. Mẹ chỉ mong sau này mày đừng có như mẹ. Thủ công mỹ nghệ không ạ? Cô hàng thêu hoa dây đẹp lắm. Dạ. Túi. Tắt không cháu? Cái túi này cháu bán 1 triệu ạ. Đẹp đấy, bớt không? Túi cháu thêu cũng mất mấy tháng không bán rẻ được ạ. Thế cô muốn đặt hoa văn khác có được không? Không được. Vì cháu sắp đi khỏi nơi này ạ. Tiếc quá. Cô cảm ơn. Đi về đây. Ai
bán được nhiều chưa? Phiên hôm nay cũng vắng, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi. Cô đói không? Về nhà hàng mới rất ăn đi. Cảm ơn, cô không đói. Yên tâm, rất có tiêu chuẩn mấy khách hàng mà. Cứ đi về đi, không phải ngại. Đi, mấy khi Pu xuống chợ đâu, hôm nay rất phải mời Pu một bữa. Nóng đấy, Pu ăn đi, để nguội không ngon đâu. Ăn đi. Thế bao giờ Pu đi học ấy? Phải trả nợ nhà thằng Trải xong thì may ra. Sao tự nhiên lòi đâu ra khoản nợ? Thì cả cái bản này có nhà nào mà không nợ nhà nó đâu. Chỉ có nhà nó đòi lúc nào thôi. Thế thì là nó cố tình không muốn cho Pu đi học rồi còn gì? Thế thì Pu cũng cố gắng để cho nó hiểu. Không phải cứ có tiền là sai khiến được người khác. Thế nhà Pu nợ nhà nó nhiều không? Nhiều hơn tiền bán hai con trâu. Trời ơi. Thế thì coi như cả đời này không vượt nổi cái sườn núi rồi. Giờ phải cố kiếm tiền trả nợ nhà nó thôi chứ sao. Chỗ rất có tuyển người làm không? Người làm thì lúc nào mà trả tuyển. Nhưng mà nợ như thế làm đến bao giờ mới trả nợ xong? Tao sẽ cố gắng. Tao không sợ khổ. Núi sâu thác hiểm như nào tao cũng sẽ đi. Biết đâu may mắn. Cảm ơn rất mời Pu ăn nhá. Giờ Pu phải đi rồi. Nhưng mà đã ăn gì đâu. Ăn xong đi rồi đi đâu rồi đi. Pu phải về nhà không muộn. Ừ. Thế đi đi. Tạo điều kiện công ăn việc làm cho em nó đi chứ. Đáng sung sướng. Lên đây khác gì đây, đó ảnh xác nhau không? Sao? Chúng mày đang ở đâu? Giữ nó ở đấy cho tao, tao qua. Công đợi tao 10.000 một phút.
cho đi theo không giúp được cái việc gì, chỉ đồ vướng chân thôi, bực cả mình. Mà Minh ơi. Bu đây hả cháu? Chứ có việc gì đấy? Bác phải đi theo cháu ngay. Anh Quang. Thằng Quang làm sao? Anh Quang, vợ cháu vô tình ngã, nhưng mà đội thằng Trải bắt anh Quang vào nhà hoang. Nó gây nên chuyện thì cứ kệ nó. Không phải bác ơi, vô tình thôi. Thôi được rồi, để bác đến đó xem sao, cháu không phải đi cùng đâu. Hay là cháu báo công an ạ? Không nghiêm trọng đến thế đâu. Thanh niên bản ta nó hiền lành lắm. Bác chắc không ạ? Mà bác cũng muốn là thằng Quang nó nhận được một bài học, chứ không phải là cứ thích làm gì, thích đi đâu cũng được. Thôi cháu đi đi, không lại mất việc nhá. Dạ vâng. Này, nhìn mặt biết là người xấu rồi. Công nhận. Ban ngày ban mặt nhá, nó chặn đường con Pu, lôi vào bụi rậm. Tao cũng thế. Ừ. Úi giời. Này, xin lỗi đi, tao có cả clip đây này, xem đi. Úi giời ơi. Này, chính ra là nhà em đổ oan cho con Pu đấy. Thật, công nhận. Nhìn, mày còn gì để nói không? Vẫn cãi này. Nói. Mày trêu gạo vợ tao thì bây giờ tao phải trả thù chứ. Này. Sao? Bênh à? Bênh cái gì? Bênh bịt miệng như này làm sao nói được. Quên. Thả bố mày ra. Ăn cọc người trái phép mày đi tù đấy con ạ. Này, hai chưa biết gì đâu nhá. Hai không biết gì cả. Đây chưa biết gì đâu. Bố tao báo công an rồi đấy. Này, anh em cứ tự nhiên. Mày làm gì đấy? Khảo! Khảo! Tả vừa mới đến đây mà. Thế chúng nó đi ra thì tả đi về. Tao không mặt hết chúng mày rồi. Nữa. Cứu tôi với! Cứu! Tao đã nói rồi. Con vợ mày nhảy vào người tao. Không liên quan gì đến tao cả. Mày thích nói điêu nữa không? Điêu hay không thì mày ra công an là mày biết. Điện thoại tao có định vị đấy. Ông già nó sắp đến rồi. Bắt giữ người trái phép mày đi tù mọt gông đấy con ạ. Tao nói có cái lý của tao. Tao đích sợ. Mày thích dọa không?